Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 80 của chương trình Học Tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ sư cấp. Chủ đề của phần 80 này là Phần Tơ Chi. Phần là tên riêng, Bành Tơ Chi là nhật ký của Ben. Bành Tơ Chi và cái chủ đề trọng tâm của của cái nhật ký của cái bạn Ben này đó là nản của. Nản của là buồn cái nghĩa này chúng ta cũng thường hay gặp đấy à, chúng ta cùng đọc lại cái tựa đề ha pender chi cua và trước khi mình tiến hành giải thích nội dung chi tiết thì xin mời các anh chị và các bạn cùng nghe người bản xứ người ta đọc trước một lần đọc chậm chậm và lần thứ hai thì đọc nhanh hơn một chút để xem mọi người nghe có nắm bắt được nhiều không rồi sau đó mình sẽ giải thích nội dung chi tiết xin mời mọi người chúng ta cùng nghe nào 本的日记难过。我发现“难过”这个词特别有意思，它可以是一个词，也可以是两个词。如果是一个词“难过”，那就是不开心的意思。比如，丽丽不喜欢我，我很难过。 如果是两个词难过，那就是很难通过的意思。比如 HSK 考试很难过，哈哈，HSK 考试很难过，所以我很难过。本的日记难过，我发现。 难过这个词特别有意思，它可以是一个词，也可以是两个词。如果是一个词，难过，那就是不开心的意思，比如丽丽不喜欢我，我很难过。如果是两个词，难过，那就是很难通过的意思，比如 HSK 考试很难过，哈哈。 HSK của và vừa rồi các anh chị nghe được nhiều không ạ à? sau đây mình tiến hành giải thích nội dung chi tiết cho các anh chị và các bạn nhé phần chi <laughs> nả nhật ký của Ben nản của là buồn pha là tôi phát hiện từ pha sen là phát hiện nhưng mà ở đây chúng ta có thể dịch bằng một từ khác cho nó nhẹ nhàng hơn là tôi thấy rằng, sen nản cua trơ cơ sữa trơ cơ sữa là cái từ này nản cua trơ cơ sữa là cái từ nản qua này như vậy, sen nản cua trơ cơ sữa tôi phát hiện cái từ nản qua này khơ bé rồi sơ thơ bẻ là một cái phó từ chỉ mức độ, nó cũng gần giống như là phê sẵn vậy đó. thơ bẻ dù ý sơ có nghĩa là, phê chản dù ý sơ, cực kỳ thú vị, dù ý sơ là thú vị, cực kỳ thú vị hoặc là, hết sức là thú vị. tôi thấy rằng từ nản quốc này rất là thú vị. tha khởi gì sư ý cơ sữa, tha khởi sư ý cơ sữa, tức là nó có thể là một cái từ thôi, à, nó là một cái từ, Khởi cơ Về khởi sự, cơ cũng có thể là hai từ như vậy có khi nó nản quá là một từ có khi nản quá là do cái từ nản và từ cua ghép lại uh, cho nên nó ra thành hai từ lúc đó hai từ ghép lại là thành một cụm từ rồi đó rồi mình đọc lại ha phá xe của pha sen nản cua cho cơ sở bé rồi y tha khởi gì sơ cơ sở về khởi dị sơ Lẹn cơ sở Rũ cộ sơ dĩ cơ sở Nản cơ Rũ cộ sơ dĩ cơ sở Nếu như nó là một từ Hoặc là là một từ Cái dấu gạch ngang đó Cái đó là dấu gạch ngang dài để giải thích cái phần đằng sau Chứ không phải là chữ ý là một nha Rồi chúng ta lưu ý Cái dấu gạch ngang này này rồi, Rũ cộ sơ dĩ cơ sở Là cái dấu gạch ngang đó Rồi nản cơ nếu như là một cái từ nản của Na chiêu sơ, đó chính là Bu khai xin tờ y sơ Bu khai xin là không vui vẻ, tức là bu cao xin đó Bu cao xin Na chiêu sơ, bu khai xin tờ y sơ Đó có cái nghĩa là không được vui vẻ Thì buồn là không được vui vẻ Rồi bây giờ giải thích thêm cái từ nản của là buồn Sẽ có rất là nhiều nghĩa Chia tay với người yêu buồn, mất việc buồn, không được thưởng buồn, thi không đạt như mong muốn buồn, con cái không nghe lời buồn, tất cả những cái thứ đó đều dùng từ nảnh của được hết. Trong tiếng Hoa cũng có vài từ để chỉ những cái kiểu buồn khác nhau, nhưng phần lớn là từ nảnh của này có thể dùng được. Rồi tiếp nữa, vì rũ là ví dụ như Lì lì hoan quộ, lệ lệ không thích tôi. Ủa hình ảnh của tôi rất buồn. Lily bùi của, của, hình ảnh của. Rồi, rú của sư liền cơ sở, nếu như nó là hai cái từ, tức là hai cái từ ghép lại, là từ nản và từ cua. Nản và cua. Rú của sư liền cơ sở, cái dấu gạch đó mọi người vẫn lưu ý, đó là cái gạch để gi giải thích phía sao ha. Nản và cua. Na chư hình ảnh thung qua thầy Y sơ đó có nghĩa là na chiêu sơ tức là chiêu sư Y sơ đó đó có nghĩa là nghĩa là gì nè nhìn chúng ta nhìn ở trong cái hoạt kép hình ảnh thung qua tức là rất khó thông qua rất khó vượt qua được như vậy nếu nó là hai từ tức là từ nản và từ qua ghép vào thì đó có nghĩa là rất khó vượt qua rất khó vượt qua Na chữ sư hình ảnh thông qua thầy ý sư. Ví dụ là ví dụ như HSK khảo sư HSK khảo sư hình ảnh của Cái kỳ thi HSK à, rất khó vượt qua hình ảnh của. Rồi, ha ha, đây là tiếng cười thôi. HSK khảo sư hình ảnh của Cái kỳ thi HSK rất khó có thể vượt qua hình ảnh Hình ảnh của số gì của hình ảnh của cho nên tôi rất buồn thì ở câu cuối cùng này hai cái ảnh của đối với nghĩa khác nhau kỳ thi hsk rất khó vượt qua số gì là cho nên của hình ảnh của là tôi rất buồn vừa rồi mọi người nghe mình giải thích hết rồi bây giờ mọi người hãy nghe người bản xứ người ta đọc lại một lần nữa xem là chúng ta đã nghe được hết không à, phần này rất quan trọng mọi người có thể nghe đi nghe lại nhiều lần

我很难过。如果是两个词“难过”，那就是很难通过的意思。比如 HSK 考试很难过，哈哈，HSK 考试很难过，所以我很难过。Chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả, chúc mọi người an lành vượt qua cái mùa dịch bệnh này. Mọi người cho thầy một like để ủng hộ tinh thần. và nếu ai chưa đăng ký thì hãy đăng ký để nhận những cái thông tin về các video clip mới nhé xin chào mọi người